Thôi vào đi, vào đi. Vào đây luôn đi, bác chụp cho cô con à. Con đứng gần chị Phương đi, hai chị em đứng gần nhau đi. Trời ơi, hai con cao này mình thấp thế. Rồi, giờ mới bán nha. Ta phải dưỡng bên thắng cao bóng vân. Rồi, được chưa? Rồi, đẹp quá. Rồi, rồi để đó em chụp chiếu ảnh. Được không? Chụp đi. Đi không đứng vô. Quán đá lùn, đứng gần. Chiều cao. Rồi. Chụp cái phương. Dạ. Ba bốn triệu luôn. Cái kiểu nào được thì nếu không được sao thì đó. Ai chụp riêng không? Rồi hai chị em chụp tấm đi.